Ấy để đi lấy nhá. Thôi đi đi. Bữa đấy mình bình thường một quả mới cầm một quả nó cũng mềm mềm rồi chết rồi. Khoa đá là cũng 10 người chứ. Không tính hả? Ăn xong mình sẽ trả tiền. Là gì rằng đấy? Đánh bóng à? Anh thư hả? Đấy, giờ thì anh đi lại rồi. Đồ mì hồng cho chỉ cuốn bay con thì à rồi ăn có quả nó cứng mà không biết đâu con bé ơi con Minh Nguyệt như đấy con cứ đưa điện thoại ra đây cho mẹ không dễ bảo không gì dễ nhớ là chỉ có đi không phải sai chỉ đưa cho bà rồi có hàng cả một cái Hả? Hồi năm ngoái hai vợ chồng này cứ thay nhau đều cứ chuẩn. Đó là ông phải nhắc lại đó. Ông phải nhớ nhắc lại đó chứ. Cún. Cứ con kia theo bảo sức khỏe luôn đấy nhá. Bye.
Ở đó túi để quý ba đi lấy đủ nhá. Bà chồng không. Lại. Không tại thấy đấy. Còn vừa có bộ bài đây. Sao ta không thấy nhà đăng nhỉ? Không các bạn. Muốn làm gì? Tôi ơi muốn đi đi.
Chán quá anh em, mày dắt thê đi ô tô về đấy. Quay gì giờ nhỉ? Không để nghĩ ra gì, quay 4 phút, hơn 4 phút. Mình còn chưa biết quay cái gì đây anh em ạ. Nó buồn. Đường bóc. Khải đấy. Dám nào quay ra. Đấy ở ảnh mà. Khải idol quay thử. Đây. Quay làm video đéo gì về làm. Không làm như thế mà. Một bé tí. Quên. Khải idol thử. Quay cái clip. Khải ơi. Gọi cho em. Chị à, nhìn ngoài mày rõ là đẹp, vệ vào cao bên cuối. Một cổ xấu thì lúc nào người ta gặp mình ngoài đời thì thấy mình xinh, người ta mới gọi là một sự đẳng cấp. Không, không, không quen với ai ấy, thấy mẹ mày đẹp. Gọi tao. Nếu mà xinh thì cháu gặp ở ngoài xấu nó lại khác. Người ta lại khác. Bây giờ mình xấu ở trong này, người ta nhìn mình ngoài nó đẹp nó lại khác. Người ta khen mình hết lớp. Mình không sống ảo các thứ này. Triệu Dương đâu ta? Vì vậy lại nhớ Triệu Dương. Chán nhỉ. Chi giờ đi 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 chơi là không phải ra ngoài, phải ở trong kia tìm rồi. Nó tưởng nó ra ngoài phải không? Tuấn anh yêu nhắn à? Anh Tâm lại. Anh Tâm lại. Không làm này nó mệt lắm. Chán lắm. Bây giờ mình quay cái gì nhỉ? Quay cái cắt tuyến bên đây chứ. Tuyến bên đây không đuổi nó ra, để cho nó vào để ăn tuyến. Đâu?
ai đang u đấy, có đu ai đấy, ô tay hơn kia vẫn u được, ảo rồi, không phải ai cả, có là gì đấy, u bà, đúng, bà thật trong kem trong bây giờ. Gặp chị baby đi mà nhá. Mở bé đi lên. Quay, quay. Cái tan đi. Thì cho em bú ấy. Bú cái phim mà địt mẹ nhảy từ đây xuống, cái này ngã chết luôn này. Mặt thì loàn toàn mụn đấy, quay 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 quay. Mà còn mụn. Anh Yên ơi về bú phim tí. Tối đi hẹn hò cái nhỉ? Đi chứ. Dương Thị Mơ. Đó. Đi vào trong kia rồi. Lúc nãy thì nó còn xe trong kia. Mơ cứ lấy lương thôi. Con trai này. Ai đấy? Chưa. Chờ anh Hoàn đi. Chưa. Đấy lên nhờ quay chưa? Thế thuốc gì? Nó bị nào? Thuốc chứa nhọt. Nó này bị cái gì nhỉ? Nó bị gì nhỉ? Nó bị bút chuối ấy, ở nách. Ấp thuốc. To phết đấy. Đau không? Cái này gầy thế. Đau chứ. Mình cũng gầy mà, nó nhìn nó. Wow. Cái loại mày đâu bao giờ khỏi đâu nhà đà. Đi quỳ nhiều vào. Quỳ cái nịt tại mùa đấy, mỗi ngày động một tí. Bà chị nghe bà lấy đúng rồi, chị giống như có cái này. Cho dựa thôi. Cái này đi. Thích thì cho dựa thôi. Sao? Cái này đi. Quay video còn gì nào nữa. Quay video xong. Cần gì nói. Quay kiểu đẳng cấp. Quay kiểu đẳng cấp, nó khác em ạ. Xe Khải đâu? Xe mày cái xe kia đâu? Chụp cái ảnh hả? Nó lắm chụp ảnh. Ôi thôi xấu đừng chụp. Mơ mơ. Mơ anh em. Tụi ông anh em ơi, gieo hỏng rồi. Anh em gieo hỏng rồi.
Chạy cho tôi lên nhỉ. Ông TV về. Chân quay đâu anh? Chân quay đâu? Chân quay đâu? Chân quay đâu? Tưởng lại bót không anh, chân quay anh về thì tao cũng điên mất luôn. Điên mất, chắc tao chết luôn đấy. Ừ. Đi về lấy bot kiểu đi về gọi đéo nghe bao giờ nhỉ? Gọi số này. Gọi số đéo nghe đâu, tao đéo bao giờ đâu nghe luôn. Gọi số tắt đi còn mẹ nó gọi là vấn lâu luôn. Thông Nguyên. Vấn lâu luôn. Chưa. Đây để tao uống. Để tao uống. Để tao uống kia, tao uống cái này làm gì? Mai kia đây thì... Mày có mang không? Mày uống hết mày cho tao à? Như thế đi em. Nhà cún này. Nhà cún này. Cái này còn bên cạnh đi. Cái này còn bên cạnh đi. Ở đâu? Lộn. Không à. Ngồi gì đây? Nó không phải. Đâu ấy? Nó là nhà vân. Cái móng á. Để đâu rồi? Chân ngắn á. Chân ngắn. Ngang ở đâu? Chân ngắn. Đây anh bóc cho này. Đây. Bóc khó nhỉ? Mày khó đấy mà. Tại vì nhiều cái mồm bô quá nó không muốn ra ấy. Anh nói chứ nói ấy. Chị nào cũng xin sủa. Quay. Quay á. Pet. Đâu anh Chiến mà còn lấy bot uống hết rồi. Không được à? Có một tí thôi, ta trả đúng một lượng ta trả mày. Chị má tôi không ngọt đâu. Ông nhờ đây ta coi đi kia ra. Cái cho Khải. Mày ơi. Ở đây chỉ kế bảo. Ở nhà của Trường Vân ấy. Cứ ra là Trường Vân. Nhanh lên quay video. Bắt to đánh cảnh. Ốc cứ tè. Em ơi, anh yêu em. Đường vào tìm. Ôi, đắng giá. Tìm này cần gì ạ? Em ơi, đừng vào tìm em mơ, ôi băng giá. Bắt thuật ơi, bắt thuật. Bán cho con ngàn. Đấy, Chiến. Ô, mua về rồi, ăn toàn đều. Đúng thì mua luôn. Mua luôn. Rồi. Đây rồi. Bá ơi. Mít kia đây. Bá. Bá ơi. Bá. Bá thắng rồi.
nhớ mình đợi. Không thế này. Ba. Có ai đâu? Đi xuống bắt. Có hai con. Bắt con nào? Đi có hai tí con. Tí bảo tôi bảo bác về bắt. Có nhà to này thiết kế giống đấy. Nhận. Đây là một khách mới tiệm. Ô, đâu rồi? Vâng. Bắt con bình thường. Bình thường thôi. Bắt Tuấn không thấy ai rồi. Hả? Làm rắn. Rắn là làm gì? Rắn không bảy. Không bảy. Mít này mít mình á. Ừ. Để mật ngon. Ừ. Bắt luôn á? Ừ. Nhưng có tải thì bắt thử đi. Anh đi lấy cái tải kìa. Thôi đi vào đây. Kiếm cái tải. Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông. Mô tải ơi. Tấm nào tỏ vào không đấy. Bá ơi. Quay chân con đây đã. Này đây này. Dư thì phải lót chân về. Mà nó về đi đâu. Chưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên cân mà có hơn một con cửa gì kia.